Hai Yến xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hình ảnh mọi người đang xem là hình ảnh thực tế trên hỏa tinh được chụp bởi thiết bị Mascam Z trang bị trên xe tự hành Perseverance của NASA. Đây là khung cảnh ở khu vực miệng núi lửa Jezero. Bên cạnh đó, những âm thanh mà các bạn đang nghe cũng là những âm thanh của hỏa tinh được NASA ghi lại. Có một điều thú vị đó là, ở trong bức ảnh này có một tảng đá hết sức kỳ lạ, được đặt tên là tảng đá chạm khắc bằng gió. Có người nói trông nó giống như đầu con rùa nhô lên khỏi mặt đất. Bạn hãy tìm kiếm xem có thấy nó không nhé. Gợi ý cho các bạn, tảng đá có màu xám đen, khá nổi bật trong khung hình. Nếu bạn đã tìm thấy nó, đừng quên chia sẻ vị trí của nó bên dưới phần bình luận của video nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích.